ngay từ đầu giờ tối, các tuyến đường dẫn đến chùa Phúc Khánh Hà Nội như Tây Sơn, Nguyễn Trãi, Trường Chinh đã rơi vào cảnh ùn ứ. Lực lượng chức năng đã phải làm việc rất vất vả mới có thể điều tiết giao thông. Do lượng người đến làm lễ quá đông nên các bãi gửi xe công cộng tại chân cầu vượt ngã tư Sở và khu vực lân cận chùa Phúc Khánh đã rơi vào tình trạng quá tải. Các bãi trông giữ xe này dù đội giá lên từ 10.000 đến 15.000 đồng một vé cũng không còn chỗ chứa. Nhiều hàng quán, hộ kinh doanh khu vực xung quanh chùa Phúc Khánh cũng biến thành điểm trông giữ xe bất đắc dĩ. Vì gần chùa nên mức giá vé tại những điểm này được thổi lên gấp chục lần quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố với mức giá từ 20 đến 30.000 đồng một xe. Người dân đi lễ chùa biết gửi xe tại các bãi gửi xe tự phát gặp nhiều rủi ro nhưng họ vẫn chấp nhận và tặc lưỡi cho qua vì theo họ cả năm mới có một ngày và họ không còn sự lựa chọn nào khác.